Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục phần bài học 3B với bài 13 Chưa mỉm côi nên giảng bốc ý chán âu liều Và nội dung bài học ngày hôm nay bao gồm đa phần à, bao gồm những nội dung sau Đầu tiên phần hắc sức mục tiêu và mục tiêu bài học Phần từ vựng chúng ta có từ vựng về chủ đề Mô im qua Tức là những buổi hội họp và cái cách ăn mặc lịch sự Ngữ pháp và biểu hiện số 1 chúng ta có động từ đi với l k 3 và cấu trúc thứ hai đó là động từ đi với co tà Thì cái co tà các bạn rất quen đúng không ạ? Đó chính là đang thực hiện hành động gì đó. Còn động tính từ đi với l k 3 là e rằng, sợ rằng, dự đoán một việc chưa xảy ra trong tương lai. Tiếp theo, Marakiil phần nói số 1. 모임에 맞는 옷차림에 의논하기. Đây chúng ta thảo luận về cái việc ăn mặc phù hợp với cái buổi hội họp. Muốn bước qua PNI, ngữ pháp và biểu hiện số 2 chúng ta có động từ tính từ đi với at soya at soya henende ở đây là đáng lẽ ra phải làm việc gì đó nhưng tiếp theo, theo là động từ đi với torok để hoặc là để cho Badaki phần nói số 2 chúng ta có môi phiên là chúng ta đánh giá về một buổi hội họp đánh giá một về một chương trình nào đó tiết kỳ phần nghe Oli chi án ơn ô chalime thề hoa thực kỳ chúng ta nghe một cái đoạn hội thoại về cái việc ăn mặc không phù hợp cho cái buổi hội họp phi xa theo kỳ và chúng ta nghe một đoạn hội thoại về cái việc đánh giá một cái buổi lễ hội Ilko Suki đọc và viết heng sai cho cơ kỳ chúng ta đọc một cái đoạn văn về mời người đến cái buổi hội họp. hang xa cho te trang sư Suki chúng ta viết một cái đoạn uh, viết một cái giấy mời tới dự buổi lễ hội bun hoa sanjek là phần văn hóa quan hôn sang chê. tức là quan hôn tăng tế đấy đây là lễ thành niên lễ kết hôn lễ tang và dỗ đấy là bốn cái mốc lớn trong cái cuộc đời của mỗi người parum phần phát âm Pachime parum phát âm của phụ âm đuôi ghép các bạn chú ý như vậy và bây giờ chúng ta sẽ chi tiết đi vào từng phần trong bài học đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau học phần đầu tiên đó là phần từ vựng phần từ vựng bài hôm nay bắt đầu bằng mục 1 đó là tam mô mê tè hè yaki hebu tức là chúng ta hãy nói về những cái buổi hội họp đầu tiên là chúng ta có chip tư đây là lên nhà mới thôn chan chi đây là sinh nhật một tuổi sông niên huê là liên hoan cuối năm sông piên huê là tiệc chia tay Tông trang huê là hội đồng môn đồng khóa tức là chúng ta có thể là hội đồng khóa hoặc là hội đồng niên của bên việt nam mình ạ thì chúng ta xem mấy cái từ vựng như này. Chip Thôn chan chi. Sông Niên Huê. Sông Pia Lê. Tung Trang Huê. Chúng ta sang từ vựng phần số 2. Đó là. Môi mân chun bi hà nân mi. Xin gương sơ ya Tức là chúng ta. Những người mà chuẩn bị những cái buổi tiệc. Cần phải chuẩn bị những cái công việc gì đầu tiên là pangul kumira là trang trí phòng sang ul dọn đồ ăn somburul malin hara đây là chuẩn bị quà tặng sonimun te chop hara đây là tiếp đãi khách osul charlie tức là ăn mặc diện ăn mặc bánh bao tiếp theo để Chúng ta sang phần từ vựng số 3. Để cho phù hợp chúng ta cần có những cái dụng cụ hoặc là những cái đồ cá nhân như thế nào. Tam biệt là sử dụng hệ sơ. Môi mê ô chà mê tè Mà đẹp bồ xèo. Đầu tiên chúng ta có. Đếch thay mê tà. Tức là thắt cà vạt. Bàn chí rơ kì tà. Đeo nhẫn. Quy cố rơ hà tà đây là đeo khuyên tai, sikirin chata là đeo đồng hồ, kabanin tulta là mang cặp, mang túi, peñanin meta tức là khoác ba lô. ở đây chúng ta có những cái hành động mà trước khi đi ra khỏi nhà chúng ta nên chú ý. đấy là phần số 3. chúng ta sử dụng những cái biểu hiện này, ăn mặc phù hợp cho những cái buổi hội họp của chúng ta như thế nào và chúng ta sang phần số 4 chúng ta có taum tanner sajong hai sơ sử dụng những từ vựng sau yaki hay và thử nói chuyện đầu tiên từ vựng đó là chung -bun -hata", đây là đủ nam -ta", thừa mocharata đây là thiếu và pu đây cũng là thiếu và chúng ta sang phần tiếp theo tiếp theo chúng ta sẽ Sang phần ngữ pháp số 1, động tính từ đi với L-L-K-3. E rằng, sợ rằng, cái việc gì đó dự đoán trong tương lai. Và chúng ta xem phần giải thích của phần ngữ pháp này. Ngữ pháp 1.1, động tính từ đi với l l k -3. Ý nghĩa, sợ rằng, e rằng, xảy ra một hành động hoặc một tính chất nào đó. Sử dụng khi lo lắng trước một việc không mong đợi sẽ phát sinh. Kết hợp với tính từ và động từ là biểu hiện giải thích hành động của vế sau hoặc lý do lo lắng. Thông thường sử dụng khi lo lắng và phỏng đoán về một việc nào đó chưa xảy ra mang chiều hướng không tốt. Đấy là ngữ pháp động từ tính từ đi với l k ba. Chúng ta lại quay lại phần bài học giới thiệu về ngữ pháp động từ lở ba ở đây chúng ta có các ví dụ nhằm hiểu hơn về ngữ pháp này akira si palfior sunpi chal tulkayo chuẩn bị nân dân cv hên hnde sin su halkaba cực chân yèo bạn akira đã chuẩn bị cái buổi phát biểu tốt chưa tôi đã nỗ lực rất là chăm chỉ chuẩn bị rồi nhưng mà rất là lo lắng sợ rằng là sẽ mắc lỗi trong buổi phát biểu đó chúng ta nghe Akira씨, à, 발표 준비 잘 돼가요? 준비는 열심히 했는데 실수할까봐 걱정이에요. 아키라 씨, 발표 준비 잘 돼가요? 준비는 열심히 했는데 실수할까봐 걱정이에요. 실수하다, 이 하다, 당 실수할까봐 내 네, 소풍 가는데 난씨가 나쁠까봐 걱정이에요. ngày mai đi cắm trại nhưng mà tôi lo lắng vì là ngày mai có thể thời tiết xấu pibim papi no mu ul kaba kuchu chang ơn chuguman sợ rằng là cơm trộn quá cay nên tôi chỉ cho cái tương ớt một chút thôi ông monica cực chân hasil kaba bi đi chớn hoa hết rồi à, lo là mẹ sẽ lo lắng nên tôi đã gọi điện trước. ẩm thựci nam ơn ca ba, chút cơm ăn chuẩn bị thế nè, sốnimi mani wa so huri ri neo lo sợ rằng thức ăn sẽ sừa sẽ thừa nên tôi chỉ làm một chút thức ăn thôi nhưng vì khách đến quá nhiều nên lại có lẽ xảy ra việc lớn rồi chúng ta xem những cái ngữ pháp tính từ nạp ta thì là napul kawa. là tính từ cay. Meul kawa. Hasita đây là động từ ha dành cho mẹ thì là hasita. Hal hasin -kawa". À đối với âm um xích thì là nam ta là thừa. Namul kawa. Và chúng ta sang cái ngữ pháp tiếp theo trong phần bài này. Ngữ pháp tiếp theo trong phần bài này đó chính là động từ đi với cô ít Có nghĩa là đang đang thực hiện hành động nào đó. Và chúng ta sẽ xem phần giải thích chi tiết của ngữ pháp này. Ngữ pháp 1.2 động từ đi với cô ít có nghĩa là đang thực hiện hành động nào đó. Có ý nghĩa là duy trì liên tục một trạng thái nào đó và hay sử dụng khi miêu tả cách ăn mặc hoặc dung mạo kết hợp với động từ động từ mặc như ipta sinda sử dụng cùng với các động từ như kata ota tanita trukata chata idata thì sử dụng vĩ tố kết nối cô và sau đó <laughs> khi miêu tả cùng lúc về trang phục từ hai loại trở lên thì có biểu hiện bằng n-n-r. động từ đi với cô đấy là phần giải thích trong phần này thì chúng ta xem cho kỹ và chúng ta sẽ xem rõ hơn trong phần ví dụ Bây giờ chúng ta quay trở lại phần bài học với các ví dụ để làm rõ hơn nghĩa của các ngữ pháp này. Đầu tiên, chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại giữa người A và người B. Akira 누구예요? 저기 회색 양복에 까만색 가방을 들고 있는 사람이에요. Akira là ai nhỉ? Chờ kì Đằng kia Huy xếp Dạng bộ kề Cảm ơn xếp Cảm ơn Từ cô Ủy nên sá Là cái người Cái người Mà đang mang Cái cặp Màu Đen Và mặc cái áo Vét màu xám Bộ vét màu xám Ở đằng kia

Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái sự biến đổi của động từ trong cái đoạn hội thoại vừa rồi. Tân là cộng với cô ta thành tul cô y ta. Chí gươm cô y ba Tôi thấy bạn mặc cái quần này, cái quần mà bạn đang mặc rất là thoải mái bạn mua ở đâu vậy? Y sa này sơ. Kiều bốc ơn lịp cô bè năng ơn ai bà à. Và trong bức ảnh này, cái người mà mặc cái đứa bé mà đang mặc cái đồng phục và đeo cái ba lô chính là tôi đấy hình sắc 빨간색 넥타이를 màu 있는 사람이 우리 형이에요. cái người mà đang đeo cái cà vạt màu đỏ và mặc kéo sơ mi màu trắng đó chính là anh trai của tôi trong in quạt kia nên một piece của Tony, đồ vui, hiếm đi giày cao gót và mặc à, váy liền thân trong suốt cả một ngày. Thực sự là rất là mệt. Và chúng ta sang phần tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp tục phần hội thoại số 1. Hội thoại số 1 trong phần bài này, chúng ta có một đoạn hội thoại. Dành cho một bạn Nhận làm cái người dẫn chương trình cho một đám cưới Thì bây giờ hai bạn này đang nói chuyện với nhau Và nói về cái buổi Dẫn đám cưới sắp tới của mình Và chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nghe qua Phần bài học này một lần Akira Minsu 결혼식에서 사회를 본다던데 준비는 잘 돼가요? 민수 씨 부탁이니까 하겠다고는 했는데 실수할까봐 걱정이에요. 지난번 회의 때 보니까 한국어를 아주 잘하던데요, 뭘? 근데 지금 입고 있는 양복은 처음 보네요. 새로 샀어요? 네, 좀 차려 입고 가야 할것 같아서 한벌 마련했어요. 괜찮아요? 멋있어요. 그 양복에. 하늘색 넥타이를 매면 아주 잘 어울리겠는데요. 그래요? 그럼 그날 하늘색 넥타이를 메고 가야겠네요. 또 신경 써야 할게 있을까요? 양복 색깔에 맞춰서 갈색 구두를 신으면 어때요? 그럴게요. 이제 옷 차림에는 자신이 생겼어요. xem từng câu họ có nghĩa là gì. Akira 결혼식에서 사회를 본다던데 준비는 잘 Akira, tôi nghe nói là bạn sẽ dẫn chương trình cho đám cưới của Minsu. Bạn đã chuẩn bị kỹ rồi chứ? 준비는 잘돼가요? 민수 씨 부탁이니까 하겠다고는 했는데 실수할까봐 걱정이에요. tuy bạn m i n su có nhờ nhưng mà và tôi cũng đã nhận lời nhưng tôi lo lắng là sẽ xảy ra lỗi cho nên đang rất là lo lắng. 지난번 회의 때 보니까 한국어를 아주 잘하던데요, 뭘? tôi thấy ở buổi họp lần trước thì bạn tiếng Hàn bạn rất là tốt cho nên là không vấn đề không vấn đề gì đâu gì thế đúng không ạ? 근데 지금 입고 있는 양복은 처음 Thế nhưng mà cái bộ vest mà bạn đang mặc thì tôi thấy lần đầu đấy. Mới mua à? <시장> 네. 좀 차려 입고 가야 할것 같아서 한벌 마련했어요. vâng. tôi nghĩ có lẽ cần phải ăn mặc đẹp đẽ một chút. ăn mặc đẹp một chút nên tôi đã chuẩn bị một bộ. 괜찮아요? 그럼 sao c h 요그 양복에 하늘색 넥타이를 매면 아주 잘 어울리겠는데요. để phù 게 ợ p cho cái áo đó nếu mà bạn thắt uh, thêm cái cà vạt màu xanh da trời thì rất là đẹp. 그래요? vậy à? 그럼 그날 하늘색 넥타이를 매고 가야겠네요. 또 신경 써야 할게 있을까요? Vậy thì thế chắc là tôi phải mặc áo vest này và cùng với cái cà vạt màu xanh ra trời đó để đi thôi. Và còn cái gì cần chú ý nữa không nhỉ? 맞춰서 갈색 구두를 신으면 어때요? Để phù hợp thêm với cái màu áo thì bạn chọn bạn thử chọn cái đôi giày ra uh, màu uh, màu nâu xem 그럴게요. vâng tôi sẽ làm như vậy và câu cuối cùng đó là uh, bây giờ sau khi mà ăn mặc đẹp đẽ thì tôi thấy bản thân mình cũng đẹp trai hơn 우리가 다시 한어보겠 아키라 씨, 민수 씨 결혼식에서 사회를 본다던데 준비는 잘 돼가요? 민수 씨 부탁이니까 하겠다고는 했는데 실수할까봐 걱정이에요. 지난번 회의 때 보니까 한국어를 아주 잘하던데요, 뭘? 근데 지금 입고 있는 양복은 처음 보네요. 새로 샀어요? 네, 좀 차려입고 가야 할것 같아서 한벌 마련했어요. 괜찮아요? 멋있어요. 그 양복에 하늘색 넥타이를 매면 아주 잘 어울리겠는데요. 그래요? 그럼 그날 하늘색 넥타이를 매고 가야겠네요. 또 신경 써야 할게 있을까요? 양복 색깔에 맞춰서 갈색 구두를 신으면 어때요? 그럴게요.

민수 씨 부탁이니까 하겠다고는 했는데 실수할까봐 걱정이에요. 지난번 회의 때 보니까 한국어를 아주 잘하던데요, 뭘. 근데 지금 입고 있는 양복은 처음 보네요. 새로 샀어요? 네, 좀 차려 입고 가야 할것 같아서 한벌 마련했어요. 괜찮아요? 멋있어요. 그 양복에 하늘색 넥타이를 매면 아주 잘 어울리겠는데요? 그래요? 그럼 그날 하늘색 넥타이를 메고 가야겠네요. 또 신경 써야 할게 있을까요? 양복 색깔에 맞춰서 갈색 구두를 신으면 어때요? 그럴게요. 이제 옷차림에는 자신이 생겼어요. 이는 모든 내용의 회의내용입이학습을 주시기 바학 함께 연습을 할수있습바니다 và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay tiếp theo chúng ta sẽ sang phần số 2, động từ tính từ at as soya yeah, handled đáng lẽ phải làm cái hành động v hoặc tính chất a à, rồi nhưng thì ở đây chúng ta sẽ xem phần giải thích của phần ngữ pháp này Ngữ pháp 2.1 động tính từ đi với at soya hennente. ý nghĩa đáng ra cần phải làm cái động tính từ này nhưng sử dụng khi đưa ra giả định nếu việc nào đó xảy ra trong quá khứ thì thật tốt hoặc nếu đã không xảy ra trong quá khứ thì tốt và thể hiện sự tiếc nuối kết hợp với tính từ động từ, dù có thể kết hợp với cả danh từ, thì việc sử dụng rất hạn chế. đấy là cái ngữ pháp đáng là đáng ra cần phải làm cái gì đó, nhưng chúng ta xem thêm một vài ví dụ để chúng ta hiểu thêm về ngữ pháp này. cốc 회식에 올줄 알았는데 안 제가 꼭 ý 했는데 사정이 있었어요 hôm qua, hôm qua tôi đã biết bạn là đã đến nhưng mà không nhìn thấy. hôm qua đáng lẽ tôi nhất định phải đi nhưng mà tại có việc riêng. chúng ta nghe. 어제 회식에 올줄 알았는데 안 보이던데요. 제가 꼭 갔어야 했는데 사정이 있었어요. <립> 어제 회식에 올줄 알았는데 안 보이던데요. 제가 꼭 갔어야 했는데 사정이 있었어요. đây là cái động từ mà người ta sử dụng kata 데 t h à n 는 tiếp theo chúng ta xem m ộ Saya Hên Trẻ Khi Tha Pali cái sách mà tôi định mua, tôi nhất định phải mua thì lại bán hết rồi. Midi Sắt Sơ đáng lẽ ra là phải mua trước rồi. Tha Sư Hết đáng lẽ hôm qua trước khi, à, hôm qua phải làm xong báo cáo rồi mới nghỉ. 죄송합니다. Nên tôi thực sự xin lỗi. 위험한 곳에 갈게 대신 수다. 가지 말았어야 했는데. Để bạn đi đến những chỗ nguy hiểm, thực sự đấy là lỗi của tôi. Đáng lẽ ra, tôi phải bảo bạn đừng đi. Chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 2. Động từ đi với torok. Và chúng ta sẽ xem phần giải thích của nó. Ngữ pháp 2.2, động từ đi với torok, ý nghĩa để, để cho động từ sử dụng khi đưa ra mục đích hoặc lý do của hành động đến sau. Chủ yếu kết hợp với động từ, không có sự khác biệt. về ý nghĩa lớn dù sử dụng thay đổi torok thành kê. Nếu sử dụng cùng với lời nói thể hiện thời gian thì nó mang ý nghĩa là cho đến khi, cho đến tận. Không kết hợp với danh từ, so sánh torok và hata. Torok thì là ở mệnh đề trước đưa ra mục đích hoặc lý do và ở vế sau hành động theo điều đó xảy ra. Chủ yếu gắn vào sau so động từ nhưng phần nhỏ cũng có khi kết hợp với cả tính từ còn torokata sử dụng khi sai khiến hoặc cho phép để người khác làm hành động nào đó hoặc sử dụng khi biểu hiện ý chí rằng sẽ chắc chắn chắc sẽ làm một hành động nào đó cho nên torokata để để cho chúng ta sẽ xem một vài ví dụ ở trong chương trình để nắm rõ hơn về ngữ pháp này chúng ta xem một vài ví dụ 이번 행사는 아주 중요하니까 잘 준비해 주세요 cái buổi lễ hội lần này rất là quan trọng vì là rất là quan trọng nên hãy chuẩn bị thật là tốt cho tôi 네, 준비에 문제가 없도록 ta 다하겠습니다 để không có vấn đề gì trong cái việc chuẩn bị 최선을 다하겠습니다. 이번 행사는 아주 중요하니까 잘 준비해 주세요. 네. 준비에 문제가 없도록 최선을 다하겠습니다. <목소리> 이번 행사는 아주 중요하니까 잘 준비해 주세요. 네. 준비에 문제가 없도록 최선을 다하겠습니다. 아래부터 거업 thì là thành up to rock. t i e v c a n t r to rock 크게 말씀해 주세요. 어, 대 nghe cho r thì to để cho cái cốc thủy tinh không bị rơi vỡ thì bạn cầm đi một cách cẩn thận để không bị muộn thời gian bay thì cần phải xuất phát sớm chúng ta sang phần tiếp theo 다음으 우리는 대화 2로 넘어갈 것입니다. 대화 먼저 우리는 대화를 들을 것입니다. 김 대리, 회사 송년회 준비하느라고 고생했어요. 아닙니다. 열심히 하기는 했는데 어떠셨는지 모르겠어요. 덕분에 즐거운 시간을 보냈어요. 특히 직원들의 가족도 초대한 것이 아주 좋았어요. 정말 다행이네요. 저는 분위기가 어색할까봐 걱정했어요. 그렇지 않았어요. 오히려 가족과 함께해서 더 좋았어요. 장소나 음식은 어떠셨어요? 장소도 적당하고 음식도 훌륭했어요. 그런데 아이들이 좋아하는 음식이 모자라서 좀 아쉬웠어요. 아이들이 많이 올걸 예상했어야 했는데 죄송합니다. 다음에는 준비에 문제가 없도록 더욱 최선을 다하겠습니다. 김 대리, 회사 송년회 준비하느라고 고생했어요. chỌN LẤY KIM. bạn đã rất cảm ơn bạn đã vất vả để chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết cuối năm của công ty. 아닙니다. 열심히 하기는 했는데 어떠셨는지 모르겠어요. À không có gì ạ. Tuy là đã làm rất là chăm chỉ nhưng mà tôi cũng không biết là nó

gia đình của những nhân viên đến thì thực sự là tuyệt vời. may mắn 저는 Thật là may mắn quá. À, tôi rất là lo lắng. Tôi sợ rằng cái bầu không khí trở nên ngượng nghịu nên cho nên tôi đã rất là lo lắng. 그렇지 않았어요. À, không phải là như vậy đâu 오히려, mà lại ngược lại là cùng với gia đình cho nên là cùng với gia đình dự tiệc nên đã tốt hơn rất nhiều ừ. phu trang nim thì thấy cái vị trí và thấy địa điểm và cái món ăn như thế nào 장소도 적당하고 음식도 훌륭했어요. Địa điểm thì thích hợp, còn món ăn thì rất là xuất sắc, rất là ngon. 그런데 아이들이 좋아하는 음식이 모자라서 좀 아쉬웠어요. Ai... có một cái hơi tiếc đó là cái thức ăn mà các cháu yêu thích, các cháu em bé yêu thích thì lại hơi thiếu. 아쉬웠어요. 이 들이 만이월 걸 예상에 써야 했는데, 최종합니다. tuy là tôi đã dự kiến, tôi đã dự đoán là cái việc các em bé đến nhiều nhưng mà cũng rất là xin lỗi. 다음에는 준비에 문제가 없도록 더욱 최선을 다하겠습니다. 아, sau này tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn nữa để không có vấn đề gì xảy ra. 정의 라이트라고 불렀는가? 김대리 회사 송년회 준비하느라고 고생했어요 아닙니다. 열심히 하기는 했는데 어떠셨는지 모르겠어요 덕분에 즐거운 시간을 보냈어요. 특히 직원들의 가족도 초대한 것이 아주 좋았어요. 정말 다행이네요. 저는 분위기가 어색할까봐 걱정했어요. 그렇지 않았어요. 오히려 가족과 함께해서 더 좋았어요. 장소나 음식은 어떠셨어요? 장소도 적당하고 음식도 훌륭했어요. 그런데 아이들이 좋아하는 음식이 모자라서 좀 아쉬웠어요. 아이들이 많이 올걸 예상했어야 했는데 죄송합니다. 다음에는 준비에 문제가 없도록 더욱 최선을 다하겠습니다. Và bây giờ chúng ta sẽ xem nội dung của đoạn hội thoại này cùng với phải nghe để chúng ta cùng nhau nghe và đọc từng câu một. Kim Lý, 회사 송년회 준비하느라고 고생했어요. 아닙니다. 열심히 하기는 했는데 어떠셨는지 모르겠어요. 덕분에 즐거운 시간을 보냈어요. 특히 직원들의 가족도 초대한 것이 아주 좋았어요. 정말 다행이네요. 저는 분위기가 어색할까봐 걱정했어요. 그렇지 않았어요. 오히려 가족과 함께해서 더 좋았어요. 장소나 음식은 어떠셨어요? 장소도 적당하고 음식도 훌륭했어요. 그런데 아이들이 좋아하는 음식이 모자라서 좀 아쉬웠어요. 아이들이 많이 올걸 예상했어야 했는데 죄송합니다. 다음에는 준비에 문제가 없도록 더욱 최선을 다하겠습니다. chúng ta có 님 và một n g ư ờ để chúng ta đóng vai thành đoạn hội thoại như thế này. Và các đoạn sau đoạn hội thoại này thì các bạn có thể rút ra cái bài học tuy là đã làm rất tốt nhưng mà chúng ta cần phải tìm hiểu xem người ta đã suy nghĩ như thế nào, đánh giá như thế nào về cái buổi hang uh, xa mà bạn Kim Min Su bạn ấy chuẩn bị. Và khi người ta đã vạch ra một số cái lỗi như là thức ăn trẻ em, thức ăn mà trẻ em yêu thích bị thiếu thì cái này chúng ta cũng nhận nhận và chúng ta cũng sẽ có một dòng cuối cùng tham chuẩn bị về vấn đề cả ập tha cái cái này là cái đánh giá cái sự nỗ lực cái sự thay đổi của người làm việc ở bên cấp dưới các bạn chú ý như vậy chúng ta sang phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay tiếp theo chúng ta sang phần tất kỳ chăn thức cô chín bù thập hãy nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi ở đây chúng ta có 3 câu hỏi. Yojaka Là chúng ta hãy chọn tất cả những cái nơi mà hôm nay người con gái này đã đi. Đầu tiên là Huê Sa Chế Úc Thế Huê. Huê Sa là công ty Chế là thể thao, Thế Huê là đại hội, đại hội thể, thể dục thể thao của công ty. Cô Tương Hạc Kiêu Tung Trang Huê. đi đến cái buổi họp lớp cấp 3. Chinku Kenosik đi đến buổi lễ kết hôn của bạn. Tiếp theo, yo chai o chalimun Thì bạn đã mặc như thế nào? Hôm nay trang phục của bạn đã mặc như thế nào? Tham chung e, tham chung, mannen kusun kuruseo. Hãy trong số cái sau, hãy chọn cái đúng. Giờ cho nên, ổ sơ Karaiko kanurago kia nguồn sư đưa ta. Vì là bạn này bạn thay quần áo nên đã muộn lễ kết hôn. Đã đến lễ kết hôn muộn. Giờ cho nên, hơi xa heng sae ấy ổn lý chí ảnh ổ thì ở đây chúng ta là bạn nữ này đã đi đến cái lễ hội của công ty mà mặc cái quần áo không phù hợp là bạn này bạn ấy không biết là mình đã nhận được cái hoa cưới ở tại cái lễ kết hôn Hoa cưới ở đây tức là cái uh, hoa mà cô dâu cầm cưới xong quay lưng lại tung cho những người còn lại. Đấy là phước Và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần uh, bài học ngày hôm nay. Cháu nghe và trả lời câu hỏi. Yeah, đó là phước khế của đám cưới. 왜 부케를 들고 들어와? 엄마, 제가 저녁 때 고등학교 친구 결혼식에 간다고 했잖아요. 맞다. 집에 들렀다 간다더니 그냥 갔어? 네. 체육대회가 너무 늦게 끝나서 결혼식에 늦을까봐 곧장 갔어요. 집에 와서 옷을 갈아입고 갔어야 했는데. 그럼 너 그렇게 입고 결혼식에 간 거야? 청바지에 티셔츠 입고? 네. 게다가 부케 받기로 한 친구가 갑자기 못 오게 돼서 제가 부케까지 받았어요. 세상에, 어쩌면 좋으니? 거기 온 손님들이 다한 마디씩 했겠다. 그러게요. 하지만 저밖에 부케 받을 사람이 없다고 하잖아요. 다른 친구들은 다 결혼했고, 청바지에 티셔츠까지 입고 부케를 받았으니... 저도 얼마나 창피했는지 몰라요. 그거 봐라. 일이 재미있다고 결혼을 미루니까 그런 일도 생기잖니. 이제 부케까지 받았으니 빨리 결혼하도록 해. 부케 받고 6개월 안에 결혼 안 하면 평생 결혼 못 한다고 하더라. 엄마, 결혼할 남자가 있어야 결혼을 하지요. 나도 속상해 죽겠는데 자꾸 왜 그래요? 잘 듣고 질문에 답하세요. 예. 너 그거 결혼식 부케 아니니? 아건그그그그 cưới ở đám cưới đấy 회사 체육대회 간다고 하더니 왜 부케를 들고 들어와? 엄마. Tại sao lại đi đại học thể thao của công ty mà mang cái cầm cái hoa cưới về? 왜 bục 들고 들어와 đưa Mẹ, 제가 저녁 때 고등학교 친구 결혼식에 간다고 했잖아요. Mẹ à, con nói là buổi tối có lễ kết hôn của bạn cùng lớp cấp ba mà. 맞다. À, đúng rồi. 집에 들렀다 간다더니 그냥 갔어? Không đi về nhà mà lại cứ thế đi à? 네. 체육 대회가 너무 늦게 끝나서 결혼식에 늦을까 봐 곧장 갔어요. Vâng. Vì là đại hội thể thao kết thúc muộn quá nên à uh, còn cứ thế còn đi. 집에 와서 옷을 갈아입고 갔어야 했는데 그럼 너 건강식이 이래 니 왜냐? 네 타야오? 염마 집에 와서 옷을 갈아입고 갔어야 했는데 그럼 너 그렇게 입고 결혼식에 간 거야? 아 왜라 건 그대 건막이 대디야 청바지에 티셔츠 입고. 뭐 그건 뭐 하면 아웃 네. 게다가 부케 받기로 한 친구가 갑자기 못 오게 돼서 제가 부케까지 받았어요. 와, sau đó thì cái người mà nhận hoa cưới không đến thế là còn lại cũng nhận luôn cả hoa cưới luôn. 세상에. 어요 어쩌면 좋으니. 뎀, 또 어디에 놓을 거기온 손님들이 다한 마디씩 했겠다. tất cả mọi khách ở đấy đều n 그러게요. 요 하지만, 저밖에 부케 받을 사람이 없다고 하잖아요. 다른 친구들은 다 결혼했고. <목소리> 청 tất cả, 바지에 티셔츠까지 입고 부케를 받았으니. 저도 얼마나 창피했는지. 막, <목소리> 권보, 막, 아 nhận được 결혼했고 청바지에 티셔츠까지 입고 부케를 받았으니 저도 얼마나 창피했는지 몰라요. 내가 코 빗, 콘은 소홀한 무슨 정도인지 어떻 나도. 그거 봐라. 에이, 말씨 참 기도. 일이 재미있다고 결혼을 미루니까 그런 일도 생기잖니. Công việc thì thấy uh, thú hứng, thấy hứng thú với công việc cho nên là uh, đẩy dồn cái đám cưới lại để không chịu cưới Nhưng bây giờ trở như vậy. 이제 받았으니 빨리 결혼하도록 해. 부케 받고 6개월 안에 결혼 안 하면 평생 결혼 못 하더라. bây giờ nhận được uh, hoa cưới rồi thì uh, cưới nhanh lên. Thì nếu mà không cưới trong vòng 6 tháng thì 북까지 받았으니 빨리 결혼하도록 해. 부캐 받고 6개월 안에 결혼 안 하면 평생 결혼 못 한다고 하더라. 결혼 가6 결혼 하 결혼 결혼 하 Con cũng buồn lắm nhưng mà tại sao mẹ cứ như vậy? Bọc trồn vào trong nhà. Thì ở đây hôm nay bạn nữ để bạn đi đi, đi uh, đến đâu ạ? Đầu tiên là đi đến Huê Sa và đi đến cưới bạn 13. Và bạn mặc cái gì ạ? Mặc quần bò áo, áo phông. 잘 듣고 질문에 답하세요. 예, yeah. 너 그거 결혼식 부캐 아니니? 회사 체육 대회 간다고 하더니 왜 부캐를 들고 들어와? 엄마, 제가 저녁 때 고등학교 친구 결혼식에 간다고 했잖아요. 맞다. 집에 들렀다 간다더니 그냥 갔어. 네, 체육대회가 너무 늦게 끝나서 결혼식에 늦을까 봐 곧장 갔어요. 집에 와서 옷을 갈아입고 갔어야 했는데. 그럼 너 그렇게 입고 결혼식에 간 거야? 청바지에 티셔츠 입고? 네, 게다가 부케 받기로 한 친구가 갑자기 못 오게 돼서 제가 부케까지 받았어요. 세상에, 어쩌면 좋으니? 거기 온 손님들이 다 한마디씩 했겠다. 그러게요. 하지만 저밖에 부케 받을 사람이 없다고 하잖아요. 다른 친구들은 다 결혼했고. 청바지에 티셔츠까지 입고 부케를 받았으니. 저도 얼마나 창피했는지 몰라요. 그거 봐라. 일이 재미있다고 결혼을 미루니까 그런 일도 생기잖니. 이제 부케까지 받았으니 빨리 결혼하도록 해. 부케받고 6개월 안에 결혼 안 하면 평생 결혼 못한다고 하더라. 엄마, 결혼할 남자가 있어야 결혼을 하지요. 나도 속상해 죽겠는데 자꾸 왜 그래요? 기2 <목소리> 잘 듣고 질문에 답하세요. 잘 듣고 질문에 답하세요. 다음은 파리에서 열린 한국 음식 축제 소식입니다. 이주연 리포터를 연결해 보겠습니다. 이주연 리포터? 네. 파리 한국문화원은 오늘 파리 서울공원에서 한국 음식을 알리는 음식 축제를 성공적으로 잘 마쳤습니다. 파리는 오늘 비가 왔다고 하던데 괜찮았나요? 네, 오전에 비가 약간 왔지만 큰 문제는 없었습니다. 불고기와 비빔밥이 인기가 좋아서 줄 서서 사먹는 모습을 볼수 있었습니다. 행사 준비팀이 여러 가지로 신경을 써서 준비했다고 하던데요. 네, 그렇습니다. 행사장소도 한국의 정원처럼 꾸몄고, 한복을 입고 사진을 찍을 수 있는 코너도 마련해 놓았습니다. 김치 만들기 체험도 했다고 하는데 어땠습니까? 외국인들이 김치 냄새를 싫어할까 봐 걱정했는데, 오히려 참가자가 너무 많아서 나중에는 재료가 부족했습니다. 재료를 충분히 준비했어야 했다는 생각이 들었습니다. 음식을 먹거나 구경만 하는 게 아니라 직접 만들어 보도록 한 것은 아주 좋은 생각이네요. 공연도 했다면서요? 네. 부엌에서 쓰는 물건을 악기처럼 사용한 공연이었는데요. 한국어를 모르는 외국인들도 함께 즐겁게 볼수 있어서 참 좋았습니다. 네. 잘 들었습니다. 감사합니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 다음은 파리에서 열린 한국 음식 축제 소식입니다. Sau đây là buổi phỏng vấn. Sau đây là buổi phỏng vấn về cái buổi lễ hội ẩm thực Hàn Quốc ở tại Paris, Pháp. 이주연 리포터를 연결해 보겠습니다. 이주연 리포터 지금 어, k ế 이 버리 아, g 리포터 네. 파리 한국 문화원은 오늘 파리 서울 공원에서 한국 음식을 알리는 음식 축제를 성공적으로 잘 마쳤습니다. 홈나 m nay ờ uh, d i 암 n ra cái lễ hội ẩm thực t ạ Seoul, công nguồn ở Asia. hôm nay diễn ra lễ hội ẩm thực ở công viên Seoul ở thủ đô Paris và mong rằng lễ hội này sẽ thành công. lại. Vâng. Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Paris đã chuẩn bị thành công một cái lễ hội ẩm thực nhằm quảng bá cái món nhằm quảng bá ẩm thực Hàn Quốc ở tại công viên Seoul ở Paris. Paris는 오늘 비가 왔다고 하던데 괜찮았나요? 네, 오전에 파리 rồi, tại, thì không vấn đề gì chứ. 파리는 음식 축제를 성공적으로 잘 마쳤습니다. 파리는 오늘 비가 왔다고 하던데 괜찮았나요? 네, 오전에 비가 약간 왔지만 큰 문제는 없었습니다. 비장 buổi s mưa một chút nhưng không có vấn đề gì l 불고기와 비빔밥이 인기가 좋아서 줄 서서 사 먹는 모습을 볼수 있었습니다. 행사 준비팀이 여러 가지로 신경을 써서 준비했다고 하던데요. 네, 그렇습니다. Cái nhóm làm cái việc chuẩn bị đều phải dùng, đều phải để ý về tất cả những cái mảng. Nên là có vẻ rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Đầu tiên là cần phải thuê được cái công viên mà cũng giống như công viên ở Hàn Quốc. 한복을 입고 사진을 찍을 수 있는 코너도 마련해 놓았습니다. 그리고 uh, 한국 옷을 입고 한복을 입고 한복을 입고 한복을 고 한복을 입고 한복을 입고 한복을 고 한복을 입고 한복을 을 입고 한을 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 입고 한을입을 입고 한을입을 입고 한을 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 입고 한복을 을 외국인들이 김치 냄새를 싫어할까 봐 걱정했는데 또로 là người 오히려 참가자가 너무 많아서 나중에는 재료가 부족했습니다. 랑 là như vậy nhưng mà cái người t h 재료를 충분히 준비했어야 했다는 생각이 들었습니다. và tôi cũng đã nghĩ là người ta cũng đã chuẩn bị uh, người ta cũng đã suy nghĩ là đủ chuẩn chuẩn bị đủ cái nguyên liệu để làm kim chi 음식을 먹거나 구경만 하는 게 아니라 직접 만들어 보도록 한 것은 아주 좋은 생각이네요 uh, so với cái việc uh, ăn hoặc là việc nhìn món ăn thì cái việc mà trực tiếp làm thì đó là suy nghĩ rất là tuyệt vời 공연도 했다면서요? n 네. 부엌에서 쓰는 물건을 악기처럼 사용한 공연이었는데요. 한국어를 모르는 외국인들도 함께 즐겁게 볼수 있어서 참 좋았습니다. 네, 잘 들었습니다. 감사합니다. 그래서... cái buổi công công diễn này đó là sử dụng những cái vật dụng trong nhà bếp giống như những cái nhạc khí để chơi cho nên là tất cả mọi người hàng mọi người nước ngoài đều có thể chơi được mọi người rất là vui vẻ vâng tôi cảm ơn các bạn và bây giờ chúng ta trả lời cho những câu hỏi sau chúng ta nghe lại và chúng ta trả lời câu hỏi 잘 질문에 답하세요. 다음은 파리에서 열린 한국 음식 축제 소식입니다. 이주연 리포터를 연결해 보겠습니다. 이주연 리포터. 네. 파리 한국문화원은 오늘 파리 서울공원에서 한국 음식을 알리는 음식 축제를 성공적으로 잘 마쳤습니다. 파리는 오늘 비가 왔다고 하던데 괜찮았나요? 네. 오전에 비가 약간 왔지만 큰 문제는 없었습니다. 불고기와 비빔밥이 인기가 좋아서 줄 서서 사 먹는 모습을 볼수 있었습니다. 행사 준비팀이 여러 가지로 신경을 써서 준비했다고 하던데요. 네, 그렇습니다. 행사 장소도 한국의 정원처럼 꾸몄고, 한복을 입고 사진을 찍을 수 있는 코너도 마련해 놓았습니다. 김치 만들기 체험도 했다고 하는데 어땠습니까? 외국인들이 김치 냄새를 싫어할까 봐 걱정했는데 오히려 참가자가 너무 많아서 나중에는 재료가 부족했습니다. 재료를 충분히 준비했어야 했다는 생각이 들었습니다. 음식을 먹거나 구경만 하는 게 아니라 직접 만들어 보도록 한 것은 아주 좋은 생각이네요. 공연도 했다면서요? 네. 부엌에서 쓰는 물건을 악기처럼 사용한 공연이었는데요. 한국어를 모르는 외국인들도 함께 즐겁게 볼수 있어서 참 좋았습니다. 네, 잘 들었습니다. 감사합니다. Và bây giờ đây là đáp án đúng ạ. Và chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sang phần kỳ. Là cái 초대장 동문 사랑 빠자에 여러분은 초대합니다. 막과반에ến 참여회터 thiện. 저희 동사모는 동문 산 동물을 사랑하는 사람들이 모여서 버려진 동물을 돌보는 일은 합니다. hội của chúng tôi đó là sa tung sa mô những người là tông hội của chúng tôi là những là cái hội tung sa mô là viết tắt của Tông Môn, sarang hanen là những người yêu động vật, tập trung những người yêu động vật và chăm sóc những động vật bị bỏ rơi. Benin Bajawe를 열어서 둥물 보호, 기금도 발렌하고, 발렌친 둥물에게 새 주인은 찾아주고 있습니다. hàng năm cái lễ hội từ thiện này được mở ra, nhằm để quyên góp cái quỹ động quỹ bảo vệ động vật và à, hỗ trợ tìm cái chủ nhân mới cho những động vật bị bỏ rơi. King of me of the tumbril chan Thôn bôn su of the kaba cực chân hà sinh nên phun tư rên 위해 초대이글또사랑파자회 여러분은

đó là cái nơi tập trung những người yêu động vật và những người yêu động vật đồng thời là chăm sóc những động vật bị bỏ rơi. Menen à, Hàng năm cái lễ hội đều được mở ra nhằm uh, chuẩn bị cho cái quỹ bảo vệ động vật và tìm chủ nhân mới cho những động vật bị bỏ rơi. 경험이 없이 없어 동물을 잘 턴볼 수 없을까봐 걱정하시는 분들은 위해 여러 가지 도움도 드립니다. Chúng tôi là đưa đến cái những cái sự giúp đỡ dành cho những người mà yêu quý động vật những người lo lắng cho những động vật và sợ rằng những cái động vật bị bỏ rơi đó không có kinh nghiệm sống và không có thể sống được ngoài thực tế pachave oshershel unkanto sake qui pachigo bạn có thể là đến À, mua những cái hàng giá rẻ ở cái lễ hội từ thiện và xe ron cùng với các Và cũng có thể gặp được những cái động vật à, những cái gia đình động vật mới. Nát jeon to si buteo 들으면서 책식 부페, 책식 부페를 전긴 신수 육도록 했습니다. và chúng tôi cũng đã làm cái buổi bút phê chay vừa nghe nhạc vừa từ ban ngày từ 12 giờ đến 2 giờ chiều có ban nhạc đồng quê vừa nghe ban nhạc đồng quê chơi vừa thưởng thức bút phê chay 구경하면서 바자회를 và để cho cái buổi tự từ thiện vui vẻ hơn thì cũng có cái những cái cũng có cái triển uh, lãm ảnh động vật cũng có triển lãm ảnh động vật à, vào cái buổi lễ hội đó. Seiji Butonen Takumentary trong bên thủy kỳ e thùng môn tôi sáng hơn vào 3 giờ từ 3 giờ thì cũng có kế hoạch chiếu một bộ phim tài liệu về những động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Bán liên quan xem Phúc Thất Mong sự quan tâm lớn từ các bạn. Cảm sai mình Xin cảm ơn. Nam cha ngày tháng. Oval Samil ngày 3 tháng 5. Trang Sô địa điểm. Thông Thêm Môn Phun Hoa Công Quân. Công viên Văn Hóa Thông Thêm Môn. Sikan thời gian. Ochon Yonasi Ohu Tasochi từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Huy bi là hội phí 3 nguồn, 10 000 nguồn. Và cái chú ý bên dưới cạnh hình hai con chó thì có một số cái chú ý như sau. Mua chín thô nên bố tu bố lê chín tông môn tông sư rì mì đà đây là cái tất cả những cái tiền mà quyên góp được sẽ được sử dụng dành cho những động vật có nguy cơ tuyệt chủng và những động vật bị bỏ rơi tất cả sẽ được sử dụng vào hai mục đích như vậy. Tất cả mọi người đến với hội từ thiện đều được tặng một cái túi bằng vải. Tomun kachukina là những người à, mặc áo da hoặc là những người mặc áo da hoặc lông thú thì sẽ không được vào trong hội vào trong cái buổi lễ đây là cái đoạn viết dành cho mời mọi người đến để tham gia cái chương trình từ thiện thì ở bên dưới chúng ta ở bên cạnh của chúng ta có một số cái câu hỏi ta cô chim chúng ta đọc đoạn văn này và chúng ta trả lời cho câu hỏi đầu tiên câu số 1 đó là tung samon tô Thắnê gì ca thông sa nó là cái hội gì là cái đoàn thể gì đó là chính là tụng bùr sarang saram tụng bùr은 Saram 사람들이 모임 chúng ta có thể là nói như vậy số hai pachavel Hanen Yuca Anningserson vua simrika cái lý do mà không đúng với cái hội từ thiện này là gì đầu tiên số 1 tung môn pohoki kumun định chuẩn bị cái quỹ định chuẩn bị cái quỹ cho cái việc bảo hộ động vật là đúng thứ hai tức là tìm cái gia đình mới cho động vật bị bỏ rơi cũng đúng biên chung wiki thông một saji nấn đây là định bán những cái hình ảnh của động vật có nguy cơ tuyệt chủng thì cái này câu số 3 là đúng không phải là cái lý do của cái hội từ thiện này diễn ra câu số ba ykre neyong qua kathan kathan bursimnika cái nội dung của đoạn văn này giống cái nào đầu tiên số 1 Pa cha huế cái tê thông cái tức là đi đến cái lễ hội từ thiện này thì nhất định cần phải mang theo động vật thì cái này không cần thiết mô pi cô thư Pa cô cha huế từ rơ can su tà cái này là nếu mà mang những cái, mặc những cái áo da, mặc áo da đến, nếu mà mặc áo da đến thì sẽ không được vào cái hội trường, thì cái này là đúng. vì là buffet đã được chuẩn bị nên có thể, có thể ăn được nhiều loại thịt đa dạng cái này không phải đây là bút phê chay các bạn lưu ý như vậy thì chúng ta xem cái đáp án Đấy, và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo tiếp theo chúng ta sẽ sang phần buôn hoa sang chép phần văn hóa hang có cái khoan hôn sang chê đầu tiên là quan lê Quan le ở đây là cái buổi lễ thành niên đối với những người Hàn Quốc thì chúng ta có lễ thành niên. Đây là một cái lễ quan trọng từ uh, trẻ em sang người lớn, người ta khẳng định bằng văn lễ là lễ thành niên. 어린이 퇴는 겨순 축하하는 행사로 중조하는 성년의 날에 장미꽃과 행수를 선물하기도 Tức ở lễ này thì người ta sẽ tặng tặng người thanh niên này hoa hồng và nước hoa. để là đánh dấu chúc mừng ngày chuyển sang là người làm người lớn. Holle Jeonnan budeu hanguk tức là từ trước, từ ngày xưa đến giờ thì từ ngày xưa thì người Hàn Quốc đã gọi cái lễ kết hôn đó là hôn lễ và đồng thời khun chan chi và đồng thời tổ chức một cái bữa, bữa tiệc rất là lớn hachiman yochum menon thế nhưng dạo này trần thông kiên hôn sĩ gân hanen saram bota soyang sĩ kiên hôn sĩ gân hanen sarami bản sumida thế nhưng dạo này thì người Hàn Quốc ấy thì đã cái số lượng người tổ chức đám cưới theo châu Âu thì nhiều hơn so với những người tổ chức theo kiểu đám cưới truyền thống sang lễ về tang lễ Kamun chỗ vốn chắc 것은 장례라고 합니다. và khi mà bố mẹ qua đời thì mặc mọi người mặc áo đen và tổ chức viếng <laughs> thì cái đó gọi là tang lễ. và dạo này thì những buổi tang lễ thường diễn ra ở bệnh viện chê lê lễ tế yên nam pu thơ từ ngày xưa hàn quốc saram những người hàn quốc thô la ca xin chô sang ân vì hè là dành cho những người mà quá cố chê sa rơ là dành cho những người quá cố đó là ngày rỗ yêu chưa mày nên yên nan qua thà đơn Puro. 있습니다. Và dạo này thì so với cái ngày xưa thì phương pháp à, tổ chức cái đám dỗ hoặc là phương pháp tổ chức đám dỗ nó có sự thay đổi hoặc là có những người còn không tổ chức cái sự kiện này. Đấy là quan hôn trang lê quan hôn trang trề của Hàn Quốc. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần phát âm là phần cuối của bài học số 13 ngày hôm nay. Bài học số 13 ngày hôm nay là bài học về cái việc mặc trang phục, sử dụng trang phục cho phù hợp với những cái buổi hội họp của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nắm được các buổi hội họp của chúng ta là từ đầu năm đến cuối năm là những buổi hội họp gì. Và chúng ta mặc trang phục cho phù hợp À, cho những buổi hội họp đó là những trang phục như thế nào thì chúng ta cần nắm bắt được và chúng ta sử dụng được áp dụng vào thực tế và ở đây chúng ta phần cuối cùng đó là phần phát âm thì phát âm ở đây chúng ta chú ý đến cái việc phát âm đôi phát âm ghép của hai phụ âm đáy đầu tiên chúng ta sẽ nghe phần ví dụ ở đây.

Nolgo Chalchi Chalco Trường hợp số 2 Nếu mà là Rò bờ ở trong cái từ Pabda Tức là dẫm Nhẫm lên Thì chỉ được phát âm là chữ bờ Ví dụ như là bạp chi, Pabchi cô. 겹받침에 주의해서 읽어보세요. 1. 어떤 집이 좋아요? 넓고 밝은 집이요. 2. 소매가 좀 짧지만 괜찮아요. 3. 지하철에서 다른 사람의 발을 밟지 않도록 주의하세요. 4. 금방 청소했으니까 더러운 신발로 밟고 가면 안 됩니다. <목소리> Uh, liên hệ với thầy Hoàng Xuân Trường Ở trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ Hoặc trung tâm hàng ngữ Seoul Thái Nguyên Số điện thoại 0374 480 888 uh, Hoặc là các bạn có thể lên trang Du học Việt Mỹ Hoặc là seoul.edu.vn Để các bạn uh, liên hệ Với chúng tôi Để giải đáp thắc mắc của mình Xin chào và hẹn gặp lại Chúc các bạn một buổi học vui vẻ và hiệu quả